chiều nay tại Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã diễn ra hai nội dung chung kết giải bia và snooker vô địch quốc gia năm 2023 là ba băng nữ và snooker. Ở trận chung kết nội dung ba băng nữ là cuộc đối đầu giữa Nguyễn Hoàng Yến Phi đến từ Đà Nẵng và Phùng Kiện Tường đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Trận đấu diễn ra với nhiều cú đánh ở trình độ cao và thế trọng nghiêng hẳn về phía cơ thủ đến từ Đà Nẵng. Chung cuộc, cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Phi có chiến thắng với tỷ số 25-19 và giành ngôi vô địch. Còn ở nội dung snooker, cơ thủ Nguyễn Trí Hiếu đến từ Bình Dương đã có màn trình diễn cao và giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước cơ thủ Hoàng Đại Thiện đến từ Hà Nội để lên ngôi vô địch. Ngay sau hai trận chung kết, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải nhất, nhì, ba cho các cơ thủ ở hai nội dung ba băng nữ và snooker. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 6, giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Tụ Xanh, với sự tham gia của 300 cơ thủ đến từ nhiều nơi trên cả nước như Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai. Đồng thời, giải đấu cũng là căn cứ để tuyển chọn những tay cơ xuất sắc vào đội tuyển, chuẩn bị cho kế hoạch tham dự các giải khu vực và quốc tế.